mọi người, mình đang đứng trên bến du thuyền tại biển tại hồ Ngọc Trai Vinhomes Ocean Park. Đây là một trong những cái công trình mới nhất mà chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng. Thì mình đang đứng trên cái bến du thuyền được làm bằng bê tông. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là mặt hồ Ngọc Trai, 24,5 hecta. Phía trước là khu chung cư và biệt thự Ngọc Trai. Bên kia chính là khu sao biển, biệt thự sao biển mặt hồ. Còn đây chính là cái cầu cảng của bến du thuyền. Cái này thì nó sẽ rộng khoảng, nó như kiểu một cái cảng, cái cầu cảng rộng khoảng 3 mét. Nó sẽ có những cái đường dây điện ở đây được đổ bê tông và chạy kè sắt ở phía dưới. Nó nằm tại ngay cổng trường Chùa Cá Heo và phía trước căn biệt thự HA187. Bên trong này chính là khu vực phòng bán vé, nhà vệ sinh và các dịch vụ bổ trợ cho cái dịch vụ bến du thuyền này. Đây là cái nhà bán vé này. Nhìn từ phía trong mặt hồ này thì các bạn mới nhìn thấy, còn đi ngoài đường các bạn chỉ nhìn thấy cái mái thôi. Đang thi công rất khẩn trương, làm được khoảng 1 tháng 20 ngày rồi. Mình thích cái kiểu nhà dán tre này, mái danh, không biết là danh giả danh thật nhưng nhìn như kiểu danh thật. Giá như cái biệt thự mặt hồ Vingroup mà họ làm kiểu này thì mình thích hơn, đậm chất nghỉ dưỡng. Phía trong đây chính là khu vực quầy bán vé, nhà vệ sinh và các cái phòng y tế, các phòng khác để bổ trợ cho cái dịch vụ bến du thuyền. Đây là cái cầu cảng của bến du thuyền. Nó chỉ rộng khoảng 3 mét thôi. Thì sau nó sẽ có những cái có thể cano, du thuyền gì đó mình chưa rõ. Thì sẽ ở đây, dịch vụ ở đây. Đi dạo quanh hồ hoặc là đây ở dưới họ kè bằng sắt này. Kè bằng sắt và đổ bê tông. Phía bên này là quảng trường Cá Heo này, điểm check in tại Vinhomes Ocean Park. Về sau thì Vinhomes Ocean Park có rất nhiều điểm check in, có quảng trường Cá Heo, có biển hồ nước mặn và có bến du thuyền ở bên này.
đứng đây mà chụp ảnh phía sau lưng là biệt thự Ngọc Trai thì quá là VIP rồi. Thì mình nghĩ cái dịch vụ bến du thuyền này thì chủ đầu tư họ sẽ thu phí, sẽ là một cái du thuyền này, không biết là du thuyền hay cano. Đây chính là cái chân, cái phía dưới cái cốt pha họ dựng bằng sắt, sắt hay thép gì đó, và đổ một lớp bê tông khoảng 15 phân lên trên. Đó, sau check in các bạn sẽ đứng trên đấy và mình sẽ chụp ảnh vị trí như thế này. Đó, rất đẹp. Đó, xin cảm ơn anh em.